mỡ như thế này thì làm sao mà ăn nổi? Mọi người sẽ thấy sợ khi mà sợ cái miếng thịt này đúng không? Mọi người đừng có mà sợ nhà, hay xem hết video này để xem là cách người Hà Nhì chúng mình chế biến thịt mỡ này như thế nào nhá. Người Hà Nhì mình mỗi Tết sẽ làm, mỗi nhà sẽ mổ một con lợn, một đấy hơn một tạ, một con lợn rất béo. Và mục đích nuôi lợn béo như thế là để lấy mỡ ăn quanh năm đó mọi người. Ăn mỡ ấy mọi người, chỗ mình, người Hà Nhì chúng mình từ xa xưa, từ thời các cụ đến bây giờ là người dân sẽ lấy mỡ lợn để ăn thay thế cho dầu ăn. Bởi vì ở trên này mọi người không thích ăn dầu ăn, mọi người bảo là ăn dầu ăn thì nó không béo, nó không ngậy, nó không ngon, nên là mọi người không ai ăn. Nếu như mà nhà nào mà không nuôi được lợn béo to ấy thì cũng sẽ ra ngoài chợ để mua thịt mỡ về và thắng mỡ để ăn. Và bây giờ mọi người đang xem đây cũng là nhà mình đang lấy mỡ ra để ăn đó. Và cái này thì không hoàn toàn lấy mỡ để ăn đâu. Phần thịt này mình sẽ cắt ra miếng rất là to, sau đó sẽ áp trên một cái chảo rất là lớn, sau đó sẽ cho lấy bớt ra phần mỡ đi. Sau đó mình sẽ cho vào cái vại, đúng không? Đây gọi là vại hả mọi người? Cho vào đấy cả mỡ cả thịt, sau đó tầm khoảng 4-5 tháng sau mình ăn sẽ rất rất là ngon, rất là thơm. Nó khá là giống với thịt kho ấy, nhưng nó không phải là thịt kho ấy, mọi người nhé. Cái vị nó rất thơm, rất là béo, ăn với cơm thì cực cực dính luôn. Một miếng thịt như thế này thì mọi người có thể ăn được 2-3 bát cơm đó mọi người ạ. Và năm nay và nhiều năm trước về trước cũng thế, lợn nhà mình thì rất là béo nên nhà mình từ năm nào cũng đủ mỡ để ăn. Và mọi người có hay trêu là người ta người giàu thì mới có mỡ lợn để ăn, còn đâu người nghèo thì người ta sẽ ăn dầu ăn. Bởi vì là nếu như có những nhà mua dầu ăn thì người ta sẽ mua cái dầu ăn mà kém chất lượng, cái loại rẻ rẻ ăn á đó. Thì mình thấy là nhiều báo đưa tin là cũng không nên ăn quá nhiều mỡ động vật, nhưng mà ở trên này mọi người đã quen ăn mỡ lợn và đã dùng trong bữa hàng ngày, bảo là thay thế dùng cái dầu ăn đậu nành hay là gạo lứt các thứ thì người các cụ sẽ không chịu đâu, nên là mình về quê mình cũng phải theo các cụ này. Và đây là mỡ sau khi thắng này mọi người.